Tiếng Anh của Dự Thảo Hoa hậu Chuyển giới 2023 như thế nào? I think it's not true of all because the retrenchment is a big barrier to our success. Retrenchment là định kiến. Em nghĩ rằng ở đây không có câu trả lời đúng hoặc sai, bởi vì định kiến mới chính là cái rào cản lớn nhất đối với sự thành công của chúng ta. And you know, from it also happened in the generation of people being accepted to participate in beauty contests or not. Và cái vấn đề này vẫn đang xảy ra đối với việc người chuyển giới có thể được tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp hay không. If you think it's positive, it's really positive or vice versa. Nếu bạn suy nghĩ theo hướng tích cực thì nó sẽ tích cực, hoặc vice versa, ngược lại. And you know, only when you have enough confidence, courage enough to step out of your comfort zone. Confidence là tự tin và courage là lòng can đảm. Và bạn biết đó, chỉ khi bạn có đủ cái sự tự tin và lòng can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. And arrange the readjustment of society. Cho nên thì Quỳnh không chắc có phải là arrange hay không, nhưng mà Quỳnh hiểu cái ý của Dự Thảo, đó là thay đổi được cái định kiến của xã hội. That time, a new breakthrough will begin. Và vào lúc đó chúng ta sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Có thể thấy rõ là trong cái bài nói này thì Thảo vẫn mắc một số lỗi về cách dùng từ. Tuy nhiên có một cái bài học mà chúng ta có thể rút ra được ở đây, đó là thay vì cố gắng làm sao có một cái bài nói thật là hoàn hảo, không mắc bất kỳ một cái lỗi nào, thì mình hãy bù đắp bằng cái sự trôi chảy và tự tin để có thể vẫn truyền đạt được cái điều mà mình muốn nói và dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Đó mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc thuyết trình trên sân khấu.